Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình Tin Hoa Kỳ tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay vẫn là thông báo về buổi thu hình ngày 29 tây tháng 3 tại Sài Gòn Performing art lúc 3 giờ chiều tới 10 giờ tối. Quý vị nào ở tiểu bang xa về muốn tham dự hoặc là những quý vị nào ở Nam Bắc California muốn tham dự vui lòng ghi danh với lại quốc thanh với số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị hoặc là cái email. Đây là buổi thu hình cho cuốn phim Cạn Dầu, một cuốn phim do TNP Channel và Phượng Mai Official thực hiện và chúng tôi cung cấp đầy đủ ẩm thực cũng như phương tiện an toàn về y tế cho quý vị. Mong rằng gặp tất cả khán giả tại Sài Gòn Performinac vào ngày 29 tây tháng 3 sắp tới đây. Và đó là cái thông báo. Và bây giờ thì chúng ta bước qua phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là Tổng thống của Lavia tuyên bố NATO cần phải có lực lượng quân sự của họ vĩnh viễn ở tại vùng Baltic để đối phó với tình trạng nhắm vào Nga lực lượng của NATO cần phải trú đóng một cách vĩnh viễn ở tại Latvia để gia tăng sự hiện diện của tổ chức này phía đông của Âu Châu và điều này là tuyệt đối cần thiết để chống lại sự xâm lăng và đe dọa của Nga. Tổng thống của Latvia là ông Echil đã nói với đại truyền hình CNN vào ngày Chủ nhật khi được hỏi là khi Hoa Kỳ loan báo rằng sẽ gửi thêm lực lượng của họ và các chiến đấu cơ tới quốc gia này để hỗ trợ chống lại Nga thì ông Levitz đã trả lời rằng tuyệt đối NATO cần phải gia tăng cái mạng lưới quân sự mạnh mẽ của mình ở khu vực phía Đông, đặc biệt là vùng biển Baltic, ở Ba Lan và ở Romania. Đây là một dấu hiệu mạnh mẽ đến Moscow mà NATO cần phải bảo vệ cho tất cả những quốc gia thành viên. Ông đã trả lời như trên. Ông nói rằng chúng ta cần phải bảo vệ cho cái cuộc sống và cái nền dân chủ của chúng ta. Đây là câu hỏi được đặt ra trong vấn đề mà cái tự tin của giới Tây phương và là một cái uh, thí dụ điển hình cho khối Tây phương và nó cũng là thí dụ điển hình cho vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ và tôi chắc chắn Hoa Kỳ và khối Tây phương sẽ tiếp tục và họ sẽ vượt qua được cái uh, cuộc trách nghiệm này. Ông cho biết tôi đón chào binh sĩ của Hoa Kỳ tới Ba Lan và tới uh, khu vực vùng biển Baltic và chúng ta cần sự hiện diện một cách vĩnh viễn của quân đội Hoa Kỳ tại khu vực này và tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cái đáp ứng với tình trạng mà nga xâm lấn ukraine đây là lời tuyên bố đầu tiên sau khi mà ông đang có sự lo ngại rằng ông putin sau khi mà nhắm vào ukraine thì mục tiêu kế tiếp sẽ là latvia và estonia là hai quốc gia nằm trong nato ở khu vực vùng biển baltic và có đường biên giới trực tiếp với nga đó là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình của quốc tế trong khi đó, Hoa Kỳ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến sinh học, hóa học và kể cả vấn đề đại dịch. Đó là lời phát biểu của một cựu viên chức của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ vẫn chưa sẵn sàng cho khả năng về một cuộc chiến hóa học và sinh học các loại vũ khí này, cũng như là đối phó với tình trạng đại dịch bùng nổ và sự thiếu minh bạch trong thời gian qua. Chúng ta cần phải chuẩn bị để sẵn sàng cho những cái cơn khủng hoảng kế tiếp bất kể nó là cái gì và chúng ta cần phải đối phó với tất cả những cái tác hại của các dịch bệnh bị lây lan và bị biến hóa đồng thời các cái phòng sinh học hoặc là các cuộc tấn công về sinh học và hóa học có thể xảy ra và phương pháp đối phó của ngành y tế cũng như là những cái biện pháp khẩn cấp khác đó là Robert Calip được xem là người nằm trong uh, vai trò phụ tá của uh, bộ trưởng đặc trách về y tế và uh, tức là từ cơ quan y tế của Hoa Kỳ đã lên tiếng và cho biết như trên ông vốn là một thứ trưởng dưới chính quyền của cựu tổng thống Trump chúng ta vẫn chưa sẵn sàng cho điều này. Uh, bay về luật lệ thì uh, cơ quan HHS tức là cơ quan đặc trách về sức khỏe và con người uh, đã có hàng loạt những cái ngân sách cung cấp cho tất cả các công ty để nghiên cứu và tìm cách ra. Uh, uh, dự trữ tất cả những cái cần thiết cho những trường hợp khẩn cấp bao gồm luôn cả các cái khẩu trang ống thở và cho cái vấn đề đối phó với đại dịch. Tuy nhiên, những cái sự gọi là cái stock này, tức là những cái sự mà dự trữ này vẫn còn phải thêm vào nhiều cái loại à, dụng cụ khác, bao gồm luôn cả việc đối phó với lại tình trạng mà có thể sẽ xảy ra tình trạng tấn công về vũ khí sinh học và hóa học. À, đặc biệt ví dụ như là chất anthrax vân vân và quốc hội vẫn chưa có một hành lang pháp lý cho chuyện này. Ông Kales đã cho bị phát biểu như trên và ông nói rằng cái đại dịch cho thấy rằng là sự bừng tỉnh này và chúng ta cần phải có cái an toàn về các phương tiện y tế đặc biệt là trong trường hợp khẩn cấp và phải gia tăng cái nguồn dự trữ các dụng cụ y tế và các thuốc men cần thiết cũng như các dụng cụ phòng chống tất cả những cái đại dịch hoặc là các loại vũ khí sinh học và hóa học đó là lời phát biểu của một trong những cựu viên chức dưới thời của cựu tổng thống Donald Trump trong khi đó một bản tin khá đặc biệt là nhà tỷ phú Elon Musk là đã lên tiếng thách thức đấu tay đôi với lại ông Vladimir Putin để mà giải quyết cơn khủng hoảng tại Ukraine nhà tỷ phú Elon Musk đã lên tiếng thách thức ông tổng thống nga Vladimir Putin là trong một cái cuộc đấu tay đôi à, trong một cái tweet thì ông này ông Elon Musk chủ nhân công ty Tesla và SpaceX đã tweet vào ngày thứ hai Tôi ở đây thách thức ông Vladimir Putin là sẽ có một cuộc đấu tay đôi với tôi và à, liệu ông có chấp nhận cuộc đấu này hay không để giải quyết về tình trạng cái việc mà cơn khủng hoảng tại Ukraine. Và được hỏi như vậy thì ông Elmer à, đã tweet và trả lời khi mà những cái người follower hỏi ông là đây có thể là một thách thức thật sự hay không. Thì ông trả lời tôi rất nghiêm túc trong vấn đề này và ông cho rằng là thay vì để cho binh sĩ đôi bên phải đổ máu trong các cuộc chiến này thì tại sao không cá nhân của Putin và cá nhân của ông đứng ra đấu đài tay đôi để giải quyết một cách dứt khoát trong cái vấn đề của Ukraine. À, trong khi đó, thì hãng thông tấn AP báo cáo là cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã báo cáo rằng là Putin đã có chiều hướng rất nổi giận khi mà cuộc tiến quân tại Ukraine trở nên chậm chạp hơn và cảnh báo rằng sẽ có những cuộc tấn công một cách ráo riết của Nga à, và việc này đã diễn ra trong hai ngày qua. Trong khi đó ông elon musk cho biết rằng là ông vẫn tiếp tục trả lương cho tất cả những nhân viên nào tại ukraine mà đứng lên bảo vệ quốc gia của họ và ít nhất là 3 tháng tiền lương theo tường trình của đài CNBC. Đồng thời, thì Tổng thống Zelensky cũng cho biết rằng đã có gặp gỡ, nói chuyện và cảm ơn ông Elon Musk đã gửi những cái vệ tinh satellite ở trên để cung cấp cái nguồn internet cho người dân của Ukraine. Đây được xem là một trong những cái lời thách thức mạnh mẽ của người chủ công ty SpaceX và Tesla đối với lại ông Putin trong cuộc xâm lăng tại Ukraine. Cùng một lượt thì bản báo cáo từ Hoa Kỳ cho biết ông Tổng thống Zelensky sẽ phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày thứ Tư. Tổng thống Zelensky sẽ có một cái cuộc phát biểu qua màn hình video với các thành viên trong Quốc hội của Hoa Kỳ vào ngày thứ Tư. Chủ tịch khối đa số tại Thượng viện là ông Chuck Schumer và Chủ tịch Hạ viện là bà Nancy Pelosi đã đưa ra một bản statement, một lá thư à, thông báo cho tất cả các nhà lập pháp quốc hội vẫn tiếp tục cam kết ủng hộ cho Ukraine và họ đang đối diện với là cái cuộc xâm lấn đầy bất hợp pháp của ông Putin và họ cũng đã thông qua rất nhiều những dự luật để cô lập nền kinh tế của nga cũng như là hỗ trợ phát triển về nhân đạo, an ninh và kinh tế cho phía của Ukraine. Họ đã viết trong lá thư như trên. Ông Zelensky đã lên tiếng và nói rằng cảm ơn tất cả những cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và đồng minh. Và cuộc nói chuyện của ông sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng giờ miền Đông vào ngày thứ Tư với lại các nhà lập pháp của Hoa Kỳ. Trên 280 thành viên của Hạ viện và Thượng viện sẽ tham gia vào cuộc nói chuyện với ông Zelensky, đã tham gia vào cuộc nói chuyện với ông Zelensky vào ngày 5 tây tháng 3 mà ông mô tả đây là một cái hành động một cái hành động thiện chí từ phía Hoa Kỳ và cả, ông cả, và gần như là cầu xin Hoa Kỳ là cung cấp chiến đấu cơ để chống lại sự xâm lăng của Nga và trong ngày thứ ba ông dự tính là sẽ phát biểu ở trước cái sàn nghị viện của Canada cũng tương tự như vậy và đồng thời cũng sẽ phát biểu ở trên cái sàn nghị viện của Do Thái. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất ngay sau khi Quốc hội Hoa Kỳ đã chấp thuận ngân sách 13.6 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ cho Ukraine vào ngày thứ Năm, nằm trong số 1.500 tỷ Mỹ Kim mà chính quyền của Joe Biden sẽ có được ngân sách hoạt động cho chính quyền liên bang từ đây cho tới ngày 30 tháng 9. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay giới tiêu thụ của hoa kỳ đã bắt đầu giảm việc chi phí để đối phó với tình trạng lạm phát giới tiêu thụ của Hoa Kỳ đã bắt đầu nhìn lại tình trạng lạm phát một cách nghiêm túc hơn à, trong vòng 3 năm tới và họ sẽ dự tính là sẽ có thêm thực phẩm à, gas tức là xăng và tiền thuê mướn trong vòng 12 tháng. Theo một cuộc thăm dò mới nhất được công bố bởi New York Federal Reserve, tức là quỹ dự trữ của tiểu bang New York. Và trong đó thì à, cho thấy tình trạng mà lạm phát đã gia tăng 6% trong tháng 2 so với 5.8% trong tháng Giêng. Và nó được xem là cao nhất từ à, tháng 11 và nó được xem là cao từ 2013 và trong đó thì người dân Hoa Kỳ sẽ phải chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết mà giới tiêu thụ cho thấy rằng họ sẽ phải dự trữ thêm thực phẩm, xăng và kể cả tiền để ra đóng tiền rent hoặc tiền thuê mướn trong thời gian 3 năm tới giữa lúc mà tình trạng lạm phát chưa có dấu hiệu sẽ giảm đi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay giá xăng trung bình trên toàn quốc đã tăng 22% trong vòng 2 tuần qua ở mức là 4 đồng 43 sen cho một galon xăng. Giá xăng trung bình trên toàn Hoa Kỳ đã tăng thêm 79 sen trong vòng 2 tuần qua ở mức là 4 đồng 43 sen cho một galon trong lúc mà Nga vẫn đang tiếp tục có cuộc xâm chiếm Ukraine và giá cả năng lượng đã tăng cao. phân tích gia của cái kỹ nghệ về năng lượng là trip Trip by Lambert à, trong cuộc thăm dò mới nhất cho thấy là giá xăng mới đã tăng thêm 32 sen à, cao hơn so với năm 2008 là 4 đồng 11 sen và vẫn tiếp tục trên đường à, tăng cùng với tình trạng lạm phát và có thể lên tới mức 5 đồng 24 sen cho một ga và giá xăng đã tăng cao 1 đồng 54 sen trong so với cùng thời kỳ một à, vào năm ngoái và trước đó thì giá cả xăng dầu đã tăng trước khi mà Nga tấn công vào trong cái lãnh thổ của Ukraine và việc tấn công này đã đẩy giá xăng lên cao hơn nữa và đây được xem là tình trạng lạm phát cao nhất của Hoa Kỳ trong vòng 40 năm qua. Tại San Francisco, giá cả trung bình bây giờ của giá xăng là 5 đồng 79 cent một galon được xem là cao nhất trên toàn quốc và mức thấp nhất là tại Tulsa ở tại Oklahoma là 3 đồng 80 cent cho một galon. Và theo từng trình của cuộc thăm dò này thì giá trung bình của dầu thô cũng đã tăng lên 1 đồng 18 sen trong vòng 2 tuần lễ qua ở mức là 5 đồng 20 sen cho một galon, tăng cao hơn năm ngoái là 2 đồng 11 sen. Đó là bản báo cáo mới nhất liên quan tới tình hình xăng dầu tại Hoa Kỳ. Cùng một lượt thì cựu cố vấn đặc trách về kinh tế của chính quyền tổng thống Trump trước đây lên tiếng và khẳng định ông Biden không thể quy trách nhiệm việc lạm phát này cho cuộc xâm lăng của ông Putin vào Ukraine. Cựu cố vấn đặc trách về kinh tế của Tổng thống Trump trước đây là Larry Kudlow đã phát biểu trên đài radio WABC 770 AM. À, trong đó thì ông nói rằng ông Joe Biden không thể quy trách nhiệm cho Putin về tình trạng lạm phát của Hoa Kỳ. Vấn đề xảy ra ở đây, giữa <laughs> lúc mà ông Joe Biden vẫn đang tiếp tục à, truyền quy trách nhiệm việc lạm phát cho ông Putin. Ông Putin không phải là nguyên nhân của lạm phát. Lạm phát đã tăng từ à, hơn một năm qua và vẫn tiếp tục tăng là do vấn đề chi phí thiếu hụt trong vấn đề chính quyền liên bang và họ vừa thông qua thêm 1.500 tỷ Mỹ kim để mà à, à, hoạt động từ đây đến tháng 9. và chính việc mà quỹ dự trữ liên bang vẫn tiếp tục in thêm tiền đây là một trong những cái vấn đề chính dẫn tới lạm phát và nếu chúng ta muốn à, phải nếu chúng ta chấm dứt cái vấn đề mà thiếu hụt ngân sách của chính phủ và nếu chúng ta chấm dứt vấn đề in tiền thì chúng ta có thể giảm đi tình trạng lạm phát đây là lời phát biểu của ông Kudlow chính quyền của ông Joe Biden biết điều này và nó sẽ không có ngõ thác thoát khi mà tiếp tục in tiền Tuy nhiên, ông ta vẫn tiếp tục chối bỏ điều này. Và quý vị nhìn thấy rõ, tôi rất lo ngại tình trạng lạm phát sẽ ngoài tầm kiểm soát giữa lúc mà chúng ta thiếu rất nhiều những cái nguồn hàng và đặc biệt là ngành năng lượng. Đây là lời phát biểu mới nhất của ông Larry Kudlow liên quan tới việc mà ông Joe trong cái cuộc nói chuyện với lại dân chúng vào ngày thứ năm, ông ta cho rằng tình trạng lạm phát này nguyên do là do Putin mà ra. Trong khi đó, Putin mới chuẩn bị cho cuộc xâm lăng của Ukraine vào trong 3 tháng trước đây. Còn tình trạng lạm phát của Hoa Kỳ đã bùng phát từ tháng 5 năm ngoái. Do đó, việc mà đổ thừa trách nhiệm cho Putin là điều mà gọi rõ ràng là hành động biện minh một cách dối trá của ông Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cuối cùng Joe Biden phải áp dụng lại tất cả những chính sách của cựu Tổng thống Trump trước đây, bao gồm cả vấn những vấn đề an ninh nội địa và di trú cũng như vấn đề sức khỏe công cộng. Bản tin mới nhất cho biết là chính quyền của Joe Biden sẽ dự tính là gia tăng việc mà thu lượm tất cả những cái dữ liệu liên quan tới đại dịch vốn đã được ban hành và là một sáng kiến dưới triều đại của Tổng thống Trump trước đây để theo dõi về việc lây nhiễm cũng như cái khả năng ảnh hưởng tới các bệnh nhân theo một bản kế hoạch đã được đưa ra và được nhìn thấy bởi hãng thông tấn Reuters. Trong đó, họ sẽ xây dựng một cái trung tâm dữ liệu tại tất cả các bệnh viện của hoa kỳ đây là sáng kiến vốn đã được đưa ra ở trong bộ y tế của hoa kỳ tức là bộ y tế và con người tức là sức khỏe và con người ở dưới thời của cựu tổng thống trump và để quản lý và nằm chịu trách nhiệm trực tiếp dưới bộ y tế của hoa kỳ và sẽ giao trách nhiệm này cho cơ quan phòng chống dịch bệnh của hoa kỳ là cdc đây là một sáng kiến dưới thời của cựu tổng thống trump tuy nhiên đã bị joe biden ngưng lại trước đây khi mà ông ta lên nắm quyền và nay với tình trạng dịch bệnh đang có sự những cái biến hóa mới và joe biden phải áp dụng lại tất cả những cái chính sách vốn đã có dưới triều đại của tổng thống trump đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, đầu tiên hết là một số những nhà cựu lập pháp cũng như là một số những nhà trí thức của Hoa Kỳ đã lên tiếng túc dục chính quyền Joe Biden là phải có những ngôn ngữ ngoại giao mạnh hơn đối với Trung Quốc để áp lực quốc gia này buộc Nga phải ngưng cuộc chiến tại Ukraine. Một số những nhà trí thức và cựu lập pháp của Hoa Kỳ đã lên tiếng và kêu gọi chính quyền của Joe Biden phải có những ngôn ngữ ngoại giao mạnh hơn áp lực trung quốc là buộc nga phải chấm dứt cuộc xâm lăng ukraine họ đồng thời kêu gọi washington phải nói rõ ràng bắc kinh sẽ đối diện với tình trạng và trừng phạt và trả giá đắt nếu như họ giúp cho phía của nga tránh lệnh cấm vận của Hoa Kỳ à, Đức ít nhất là trong một cái bản statement đã được đưa ra bởi 10 thành viên trong một cái lực lượng được quốc hội lập ra. Lực lượng này có tên gọi là Task Force on US and China Policy, tức là một cái lực lượng đặc nhiệm về chính sách đối với Trung Quốc của Hoa Kỳ à, được công bố vào ngày thứ Sáu. Việc tiếp cận này giúp cho Nga Trung Quốc phải duyệt xét lại cái quyền lợi quốc gia của họ và những cái giá phải trả nếu như họ giúp cho phía Nga lẩn tránh tất cả những cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ, đặc biệt là những đề kinh tế và họ không thể bỏ mặt cái việc mà cộng đồng quốc tế đang chú ý tới sự xâm lăng của Nga ở tại Ukraine. Đây được xem là một trong những phản ứng mạnh mẽ của giới trí thức Hoa Kỳ và kể cả một số những thành viên của à, Hoa Kỳ nằm à, trong quốc hội của Hoa Kỳ trước đây đã lên tiếng và cho biết như trên. Và trong khi đó thì phía của Trung Quốc đã lên tiếng phản ứng và cho rằng đây chỉ là hành động của một số những kẻ có chính sách diều hâu đối với Trung Quốc. Trong khi đó thì nhóm trí thức này đã lên tiếng và nói rằng tập cận bình đã không đi theo đường hướng cải tổ kinh tế và chính trị của Đảng Tiêu Bình mà quay ngược trở lại trong cái thời đại của Mao Trạch Đông và chiến lược này sẽ giúp cho sẽ khiến cho Trung Quốc trở nên cô lập hơn và họ sẽ trả giá rất đắt nếu như mà họ tiếp tục những mối quan hệ mật thiết với nga đó là bản tin liên quan tới tình hình của nga và của trung quốc cũng như của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới á châu thái bình dương ngày hôm nay nga đã tăng cường mạng lưới quân sự của họ ở khu vực phía đông phía bắc của nước Nhật và điều này dẫn tới tình trạng mà Nhật đang quan sát rất cẩn thận trong lúc họ đang phải phân vân giữa một cái chính sách an toàn năng lượng và một cái chính sách an toàn về an ninh quốc gia. Nhật Bản vẫn ký giữ cặp mắt quan sát rất cẩn thận về việc tăng cường lực lượng quân sự của Nga ở khu vực phía cực đông của quốc gia này và nằm ở cực bắc giữa lúc mà Nga đang tăng cường rất nhiều những chiếc tàu chiến và những chiếc trinh sát cơ của họ đang đối đầu với lực lượng tự vệ của Nhật Bản ít nhất là có 10 chiếc uh, tàu chiến của Nga đã di chuyển qua cái uh, eo biển Sugaru vào ngày thứ uh, 6 và trong khi đó thì lực lượng Nga vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tập trận vào cuối tuần qua với các loại hỏa tiễn địa đối không ở khu vực Etorofu được xem là một trong những bốn uh, cái đảo đang tranh chấp giữa Nga và uh, Nhật Bản và phía Nga gọi đảo này là Kurils và trong đó cả nhà Nga lẫn Nhật Bản đều cho là chủ quyền của mình việc tập trận và cũng như là di chuyển tăng cường đoạn lưới quân sự tại đây diễn ra giữa lúc mà nghị viện của nhật bản đang phải phân vân giữa một bên là an toàn năng lượng và giữa một bên là an toàn về lãnh thổ quốc gia. Bởi vì Nhật Bản là một trong những quốc gia công nghiệp và họ được xem là một trong những quốc gia nhập cản khá nhiều những cái lượng ngang năng lượng từ phía Nga và Nhật Bản. Trong khi đó vào đầu tháng này thì Nhật Bản đã cùng với Hoa Kỳ và đồng minh Âu Châu ban lệnh cấm vận đối với Nga và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin trong cái đó thì ông Putin đã ký vào luật và trong đó là sẽ đánh thuế liên bang vào tất cả những cái công ty nào mà làm ăn ở tại cái khu vực đảo quốc mà do phía của Nhật kiểm soát. Đây được xem là một trong những cái cuộc đối đầu trực tiếp của Nhật và của Nga ở biên giới và phía cực đông của Nga cũng như là phía giới phía tây bắc của phía đông bắc của nước Nhật. Trong cái đó liên quan tới tình hình của Biển Đông, Philippines đã cho triệu hồi đại sứ của Trung Quốc để phản đối việc Trung Quốc đã xâm lăng một cách bất hợp pháp vào trong cái vùng lãnh hải do Philippines kiểm soát trên quần đảo Trường Sa. Philippines trong ngày thứ hai đã cho triệu hội đại sứ của Trung Quốc để phản đối lực lượng hải quân của Trung Quốc bất hợp pháp đã vi phạm vào trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Philippines tại quần đảo Trường Sa. Bộ Ngoại Giao cho biết là họ đã cho triệu hồi đại sứ hoang Si Lan để mà đưa thư phản đối của đã, Bộ trưởng Ngoại Giao của Philippines là Teresa Lazaro trong việc mà phía Cộng sản Philippines Cộng sản Trung Quốc đã có những tàu hải quân đã xâm nhập vào trong cái khu vực lãnh hải của Philippines từ ngày 29 tây tháng giêng cho tới ngày 1 tây tháng 2. và với những gì mà chúng ta nhìn thấy là phía Trung Quốc đang có những cái hoạt động tăng cường lượng mạng lưới quân sự của họ vi phạm trầm trọng vào chủ quyền của Philippines. Theo bản xác minh cho biết thì à, chiếc à, tàu chiến hải quân của Trung Quốc có tên là Dongdiao và một chiếc à, à trinh sát hạm của Trung Quốc à, với cái số lượng với cái à, mã số là 792 đã xâm nhập vào vùng nhận dạ vùng à, đặc quyền kinh tế của Philippines và ở trong đó gần 3 ngày trên cái quần biển cái biển mà Philippines gọi là Sulu nằm ở khu vực gần đã ở Mindanao và Palawan nơi được xem là đối diện trực tiếp với quần đảo Trường Sa. Đây được xem là một trong những cái à, hành động banh trướng mới nhất của Cộng sản Trung Quốc tại Biển Đông và sự phản ứng của Philippines cùng một lượt thì lực lượng của không quân của đài loan đã bác bỏ một cái tin giả do phía trung quốc đưa ra cho rằng là tai nạn của một chiếc chiến đấu cơ do pháp sản xuất gặp tai nạn trên biển của đài loan là do việc ngăn chặn các tàu các chiếc máy bay của trung quốc lực lượng không quân của đài loan đã bác bỏ bản báo cáo từ phía trung quốc cho rằng chiếc chiến đấu cơ Mirage 2005 là một chiếc chiến đấu cơ đã bị tai nạn rớt trên biển mà trong đó Trung Quốc tung tin cho rằng là họ ngăn chặn chiếc máy bay của quân sự của Trung Quốc và đã bị rớt trên biển vào ngày thứ hai. Các báo cáo đưa ra cho biết thì viên phi công đã nhảy ra khỏi cái chiếc chiến đấu cơ này có tên là Huang Ding Shishan là đơn vị thứ bảy của không quân Đài Loan đang thực hiện sứ mạng và rượt đuổi tất cả các chiếc máy bay của Trung Quốc đã xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Tuy nhiên, thì lực lượng không quân cho biết chiếc này đã không phải là như vậy mà họ bị crash, tức là bị rớt trong lúc mà đang tham gia một cuộc huấn luyện chứ không phải là rượt đuổi các chiếc máy bay của Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không và họ bác bỏ và nói rằng đây là một cái tin giả do phía Trung Quốc đưa ra. Cùng một lượt, Đài Loan cho biết rằng là công ty ASUS đã chính thức ngưng lại tất cả các chuyến hàng gửi tới Nga ngay sau khi có áp lực từ dư luận, thì công ty Asus, một trong những công ty sản xuất về uh, cái uh, motherboard điện tử nổi tiếng của thế giới do Đài Loan làm chủ, đã ngưng lại tất cả các chuyến hàng của họ gửi qua Nga. Uh, công ty này trong một cái thông báo đưa ra cho biết họ lo ngại về tình trạng nhân đạo diễn ra tại Ukraine và họ phải đáp ứng tất cả những quy tắc của cộng đồng quốc tế, trong đó họ phải tạm thời đình chỉ tất cả các cái uh, chuyến hàng gửi tới nước Nga theo cái hợp đồng đặt hàng của các công ty tại Nga. Công ty này đồng thời cho biết rằng họ đã đóng góp 30 triệu đại tệ trong cái ngân quỹ Disaster Relief Foundation do Bộ Ngoại giao Đài Loan lập ra để hỗ trợ cho Ukraine. Mà ngân quỹ này đến ngày hôm nay đã quyên góp được 600 triệu đại tệ để hỗ trợ cho người dân Ukraine. Và ASUS được xem là một trong những công ty sản xuất hàng đầu về mà các cái motherboard của máy computer. Và việc này diễn ra ngay sau khi mà phó thủ tướng của Ukraine là ông Mikhail Fedorov ngày thứ năm đã yêu cầu công ty này ngưng lại các dịch vụ làm ăn ở tại à, à, Nga và công ty này đã đưa ra thông báo và họ ngưng lại các chuyến hàng gửi qua Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Cộng sản Việt Nam lo ngại là sẽ có nhiều cái tình trạng bất mãn của công chúng và ngay cả những cán bộ đảng viên à, tham nhũng và để à, duy trì cái lực lượng đảng thì à, cộng sản Việt Nam đã có thêm những quy định mới để bảo vệ cho lực lượng bộ chính trị nội bộ đảng trong đó thì họ sẽ đã ban hành một số quy tắc mới trong nội bộ đảng để bảo vệ tối đa cho những kẻ được xem là thành phần lãnh đạo của lực lượng cai trị tại Việt Nam và rất nhiều những con cái của và thái tử đảng và công chúa đảng đã được bảo vệ thêm sau khi mà họ có được cái thẻ đảng và gia đình của họ nằm trong cái bộ chính trị hay là ít nhất là những là hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của đảng cộng sản thì bây giờ Bộ Chính trị đã đưa ra một số những cái quy tắc riêng để bảo vệ cho những kẻ này không bị truy tố nếu mà trường hợp mà họ có tham nhũng hay lạm quyền. Đây được xem là một cái quy định mới được đưa ra nhằm bảo vệ cho cái lực lượng đảng viên đang dần dần bị mà cộng sản gọi là bị tha hóa bởi tình trạng gọi là chạy theo đồng tiền của đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình của Việt Nam và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Hội đồng cái gọi là hội đồng nhà nước của Cộng sản Việt Nam công bố là họ có thêm được 362 ứng viên về cái các cái hàm gọi là giáo sư hoặc là phó giáo sư và trong ngày 14 tây tháng 3 họ nói rằng là số lượng đã đạt được phiếu và đã được xác nhận về cái hàm giáo sư và do phó giáo sư trong này thì bao gồm có không có bao gồm các cái ngành liên quan tới an ninh và quân sự và tổng cộng là có 405 trong tổng số 415 người đã đủ phiếu tín nhiệm để được mang hàm giáo sư và phó giáo sư trong đó thì à, mỗi một năm cộng sản phải xét cái hàm này và họ không biết cái tiêu chuẩn xét như thế nào tuy nhiên các hàm phó giáo sư và giáo sư này chỉ là cái hàm mà thôi không có một cái khả năng thực sự để đóng góp cho xã hội hoặc là đóng góp những sáng tự, sáng kiến và bây giờ họ vẫn được tiếp tục thừa nhận là giáo sư và phó giáo sư tại Việt Nam đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình việt nam ngày hôm nay thì bộ công an đã bắt đầu nhúng vào một ngành khác và trong đó thì có rất nhiều những tiêu cực đã xảy ra ở khắp nơi trên thế giới đó là bộ ngoại giao cộng sản việt nam đang nằm trong tầm ngắm của công an việt nam và một trong những nhân vật được xem là đứng đầu của ngành công an là ông trần quốc tỏ cho biết rằng là đang mở cuộc điều tra toàn bộ vào các cục lãnh sự và bộ ngoại giao ở nhiều quốc gia đặc biệt là khu vực của đông âu trong đó đã có tình trạng làm ăn chia chát và kể cả hối lộ tham nhũng lạm quyền giữa các cán bộ đảng viên trong ngành ngoại giao của cộng sản Việt Nam ở các tòa tổng lãnh sự ở trên thế giới cũng như các tòa đại sứ trên thế giới với lại tất cả những cái thà, những cái người dân ở các nơi đặc biệt là khu vực Đông Âu và khu vực ở Trung Âu nơi có rất nhiều người xuất khẩu lao động Việt Nam đã thang phiền rằng họ đã bị làm khó làm dễ bởi cái thái độ lạm quyền của bộ ngoại giao đồng thời phải chung chi rất nhiều cho những cái tổ chức mafia ở tại đây và tổ chức mafia ở tại đây được xem là một mạng lưới liên kết chặt chẽ với bộ ngoại giao và kể cả lãnh sự quán cộng sản việt nam và giờ đây thì bộ công an cộng sản việt nam đã bắt đầu mở cuộc điều tra nhắm vào những mối làm ăn của bộ ngoại giao đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình việt nam ngày hôm nay là Cộng sản thú nhận rằng cán bộ đảng viên yếu kém, thiếu bản lĩnh, tránh né rất là nhiều. Trong một bản báo cáo mới nhất được đưa ra vào ngày 14 tây tháng 3, thì cái gọi là ủy ban thường trực quốc hội đã cho biết rằng có tình trạng cán bộ đảng viên đã không đủ bản lãnh thiếu trình độ thiếu kiến thức và kể cả thiếu bản lĩnh để mà tiếp xúc với những người dân ở cái khu vực mà họ quản trị hay là cai trị hay là ở những cái khu vực ban ngành mà họ đã ca, được bổ nhiệm trong những cái vị trí này đây là lời thú nhận lần đầu tiên của cái gọi là ủy ban thường vụ quốc hội cho thấy bản chất thật sự của những kẻ đang cai trị tại việt nam thiếu bản lãnh thiếu trình độ và không đủ khả năng để dám tiếp xúc và luôn luôn tránh né không muốn gặp những người dân bình thường mà cộng sản gọi là cử tri đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay cảm ơn mọi người rất là nhiều cho bản tin này Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiu Tên Nhật Ký xin quý vị nhớ đón nghe và theo dõi Mến chào mọi người Bye bye